Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn một chiếc Mercedes-Benz GLS 450 Formatic sản xuất năm 2021, model của năm 2022. Lăn bánh với quãng đường là 10 vạn km. Xin lỗi chị các bạn là 10.000 km anh chị nhé. Là 1 vạn km thôi. Với dàn nốt của chiếc xe thì nó vẫn còn mới nguyên và dày dặn. Mâm thì được trang bị mâm hợp kim AMG thể thao với 5 chấu kép. Các đường nét chi tiết của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua về sơn si, nội thất và ngoại thất của chiếc xe để mình cùng kiểm chứng về chiếc xe em đang cập nhật nó có bị đâm va, có bị ngập nước không. Anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Với chiếc GLS 450 hiện đang có mặt tại Auto 31 số 3133 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, sẽ luôn cam kết cho anh chị và các bạn các tiêu chí của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể yên tâm. Xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe, thời gian vay, lãi suất cụ thể. Chi tiết anh chị và các bạn hãy trao đổi trực tiếp cùng em theo số điện thoại trên màn hình. Và những cái đường nét về điểm để đánh giá chất lượng của chiếc xe thì anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Em sẽ quay đầy đủ đảm bảo cho anh chị và các bạn có cái thông tin rõ ràng nhất về chiếc GLS 450 này. Xe đăng ký tên tư nhân chính chủ mua từ mới anh chị ạ. Đây là mẫu gầm cao 7 chỗ full size của nhà Mercedes với đầy đủ các công nghệ hiện đại tiện ích. Với hàng ghế thứ ba của chiếc xe nó có chức năng gập điện đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể đóng mở một cách dễ dàng. Hãy các phím bấm nha để mà gập ghế của chiếc xe anh chị bạn có thể thấy. Xe cũng có chức năng như là nâng hạ gầm. Quá trình mà nâng cốp mà anh chị và các bạn có thể hạ xuống để mình có thể chứa những cái vật đồ nặng lên xe. Cái thảm mà những cái phần chi tiết ở lưng ghế của chiếc xe lỉ nó vẫn còn rất là đẹp anh chị nhé, cho thấy là ba cái không có chở đồ gì nặng cả, đa phần chỉ chở đồ nhẹ thôi nên cái hiện trạng về lỉ sau nó vẫn không hề có hiện tượng bị xoắn hay là bị có vết cả anh chị nhé. Đấy, đây là những cái đường led về cụm đèn hậu. Với các chi tiết cụm đèn hậu của chiếc xe được thiết kế dạng led được rất là tỉ mỉ, trau chuốt từng chi tiết nhỏ. Ống xả thì được trang bị hai bên, cân xứng, có lối liền với nhau bằng viền mạ chrome. Những điểm tạo lên cái vẻ sang trọng cho chiếc xe. Mở cửa thì nó sẽ có mở cửa thông minh 4 cánh cửa, Keyless Go, 4 cánh cửa. Với bên trong thì nó sẽ cho anh chị và các bạn một cái không gian đầy đủ những cái tiện ích như là hệ thống ghế ngồi chỉnh điện ở hàng ghế thứ hai này. Rồi hệ thống âm thanh loa Boommaster được trang bị đầy đủ trên các cánh cửa của chiếc xe. Hệ thống rèm điện ở phía sau. Đây là những cái chi tiết như là cột kèo của chiếc xe anh chị bạn có thể thấy. Với chiếc Mercedes-Benz GLS 450 này nó sẽ có rất nhiều cửa gió cho anh chị và các bạn để làm cho sao cho cái không gian ngồi bên trong nó sẽ mát nhanh hơn, có lọc không khí, rồi là những cái chi tiết ghế ngồi của chiếc xe để các bác có thể cùng thấy được là cái với chất lượng da cao cấp và độ bền của da này nó rất là cao anh chị ạ. Có bệ tì tay, rồi là có hai màn hình gối đầu, cửa gió điều hòa trung tâm, cửa sổ trời toàn cảnh, dán kính, thảm trải sàn, bác đã nâng cấp đầy đủ hết rồi. Anh chị và các bạn mua về chỉ việc sử dụng thôi. Về cơ bản ở trên mẫu xe Mercedes-Benz GLS 450 này thì nó vẫn còn nguyên bản, bác chủ không có độ đẽo gì về đèn chiếu sáng hay là hệ thống màn hình cả. Đấy những cái chi tiết về cánh cửa của chiếc xe anh chị và các bạn có thể thấy qua thì các phím bấm chức năng của chiếc xe thì nó vẫn rất là rõ nét và có ốp bọc kim loại, nhìn trông nó sang hơn và cái độ bền của những cái phím bấm nó sẽ cao hơn. Đây là những cái chi tiết về cái phần bậc lên xuống, có chữ Mercedes-Benz phát sáng này. Màn hình của những cái phiên bản đời này thì nó vẫn là màn hình dài. Đấy, anh chị bạn có nhìn qua vô lăng thì nó có sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn như là tích hợp đầy đủ các chức năng giới hạn tốc độ, đàm thoại, rồi các phím điều chỉnh, cụm đồng hồ hiển thị thông tin phía sau, cần số này, rồi là những cái phần lẫy chuyển số thể thao ở phía sau vô lăng, tút bát, rồi các phím bấm chức năng của chiếc xe này được thiết kế rất là gọn gàng, dễ dàng sử dụng và thao tác. Xe cũng có chức năng nâng hạ gầm anh chị nhé. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi đẳng cấp, rộng rãi. Cửa thì trang bị là cửa hít rồi, với độ khổ động cơ của chiếc xe này thì cực kỳ mạnh mẽ, mang lại cho anh chị và các bạn những cái trải nghiệm tuyệt vời về cảm giác lái cũng như là vận hành. Di chuyển các cung đường địa hình của chiếc xe thì nó sẽ rất là tốt nhờ hệ dẫn động 4MATIC chứa danh của nhà Mercedes-Benz.
và chiếc Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC sản xuất năm 2021, model của năm 2022. Lăn bánh với quãng đường là 10.000 km, màu trắng, nội thất kem, chính chủ mua từ mới. Hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn trong cái khoảng giá hơn 4 tỷ một chút. Chi tiết cụ thể, thông tin cụ thể về cái giá bán thì anh chị và các bạn có thể trao đổi trực tiếp cùng em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ thông tin và đưa cho anh chị và các bạn những cái thông tin chính xác nhất. Các bác xem qua clip mà cần em hỗ trợ xem rõ hơn những cái phần nào trên chiếc xe thì mình có thể trao đổi cùng em theo số điện thoại trên màn hình nhé, hoặc qua số 3133 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để mình có thể trải nghiệm thực tế về chiếc Mercedes-Benz GLS 450 này. Em xin cảm ơn.